Hello, chị chào tất cả anh chị các bạn nhé. Chào mừng chị bạn đến với kênh YouTube của Trực nha. Ở video hôm nay á, Trực muốn chia sẻ với anh chị bạn thêm một cái phần mềm hóa đơn tiền nữa của bên Easyvoice nha anh chị bạn. Là cái phần mềm của bên nhà cung cấp Shopdream á. Ok nha. Thì đầu tiên ấy, mình sẽ vào cái giao diện của cái phần mềm trước nha anh chị các bạn. Đấy, cái giao diện nó trên này nó sẽ có hai cái thanh menu, một là cái thanh menu dọc bên tay trái này là cái thanh menu menu quản trị những cái doanh nghiệp, quản trị những cái thông tin của bên mình. Còn cái menu thanh ngang ở trên cùng ấy là cái thanh menu này á, là những cái nghiệp vụ mà anh chị bạn thường xuyên sử dụng thì sẽ để vào cái thanh menu bên ngang này. Đó, nó cũng rất là ok nha chị các bạn. Rồi, thì video này thì chị chia sẻ với chị bạn là cách để mình phát hành một cái tờ hóa đơn như thế nào nhá. Ok nhá, thì mình sẽ vào cái phần quản lý hóa đơn này, danh sách hóa đơn nha chị các bạn, mình sẽ tích vào đây. Sau đó là mình sẽ nhập cái thông tin dữ liệu đây, thì cái mẫu số hóa đơn đây thì tùy nên đơn vị của anh chị bạn dùng một thì anh chị bạn sẽ có một, còn ví dụ nhiều thì anh chị bạn sẽ chọn đúng theo mẫu số của mình nhé. Sau đó anh chị bạn nhìn ở bên dưới này nó sẽ có cái tạo mới hóa đơn, thì anh chị bạn ấn tạo mới ở đây. Sau đó anh chị bạn là tiến hành là cái thông tin doanh nghiệp của mình, thông tin người bán là nó có hết là ok rồi. Còn cái thanh nó sẽ mình sẽ nhập những cái dữ liệu ở đây. Thì hiện tại cái phần mềm này thấy là rất là cơ bản, nó như một cái tờ hóa đơn giấy luôn, nó lần lượt từ trên xuống dưới. Thì anh chị bạn có thể là điền những cái dữ liệu của mình nó y chang như chị bạn viết một tờ hóa đơn thôi. Nói chung là bên phần mềm này thấy cái giao diện nó cũng rất là ok. Đấy. Thì rồi, thứ nhất ấy, là về cái mã khách hàng. Thì thứ nhất là mình lúc trực chia sẻ là chị bạn có thể là tạo cái mã khách hàng ở đây, hoặc là anh chị bạn tạo mới ở đây. Thì đây trực ví dụ mình tạo mới một khách hàng ở đây. Rồi. Ở đây ấy, thì anh chị bạn có thể là nhập cái mã số thuế vào đây để anh chị bạn lấy thông tin để trực ví dụ nha. Rồi, trực sẽ ấn lấy thông tin. Thì nó hiển thị đầy đủ cái thông tin của bên cái khách hàng của mình rồi nha chị các bạn. Rồi thì anh chị bạn lưu ý này, cái thông tin này nó không có chính xác, gọi là đúng hẳn là 100%. Nên là khi mà anh chị các bạn lấy thông tin thì anh chị bạn cũng phải check lại một lần nữa là cái thông tin này nó đúng hay chưa, đúng theo cái thông tin khách hàng của mình hay chưa nha chị bạn. Đấy, chị bạn rất là lưu ý nha. Rồi, ở đây anh chị bạn có thể là tạo thêm một cái mã khách hàng cho cái công ty này. Ví dụ, anh chị bạn có thể là chọn mã khách hàng ở đây, anh chị bạn nhập vào một cái tạo mới một cái mã khách hàng 01 chẳng hạn đó. Sau đó anh chị ở đây nó sẽ có một cái mail khách hàng này, thì anh chị bạn cũng có thể là nhập một cái email ở đây. Anh chị lưu ý nhé, địa chỉ email mình chỉ có nhập một ở đây nhé, để khi mà mình tiến hành là mình gửi cơ quan thuế cấp mã, cơ quan thuế sẽ nếu mà mình gửi quá một email ấy thì cơ quan thuế từ chối cái hóa đơn đó nha anh chị bạn. Rất là lưu ý nhá, rất nhiều anh chị bạn gặp phải cái chỗ này thì mình để một email thôi. Ví dụ nhá, trực về đây là test@gmail.com đó. Ok nha chị bạn, sau anh chị bạn sẽ nút lưu. Thì nó sẽ lưu cái khách hàng này vào trong cái phần mà thông tin danh mục, nó phần vào phần quản lý phát hành ở đây, là quản lý khách hàng ở đây. Thì sau này ví dụ như một khách hàng của anh chị bạn thay đổi tên hay địa chỉ thì anh chị bạn sẽ vào cái phần mà danh mục khách hàng nhé. Đây chỉ ví dụ này, vào cái phần quản lý khách hàng đây. Ví dụ như khách hàng này nó người ta thay đổi tên hoặc cái địa chỉ chẳng hạn đúng không? Thì anh chị bạn chỉ cần tiến hành là ấn nút sửa ở đây, anh chị bạn sửa lại cái thông tin của khách hàng đó. Đó, nó cũng rất là ok nha chị các bạn. Đấy anh chị bạn. Rồi chị quay lại này. Thì quay lại cái chỗ này thì thông tin người mua thì trực tiếp xong hết rồi. Sau đó anh chị bạn kéo lên bên dưới này, nó sẽ có cái chức năng gọi là gửi email trực tiếp cho khách hàng. Thì anh chị bạn tích vào đây, anh chị nhập email thì khi phát hành hóa đơn nó sẽ gửi trực tiếp cho khách hàng. Còn nếu anh chị không thì chị bỏ qua. Rồi, sau đó nó sẽ có hình thức thanh toán này. Thì ở đây anh chị bạn chọn là tiền mặt chuyển khoản hay là cái gì tiền mặt chuyển khoản, anh chị bạn tích vô nhé, tùy theo cái khách hàng của mình nhé. Rồi, ở đây nó sẽ có cái nhập cái trường mở rộng. Thì anh chị nếu mà anh chị tích vào đây này, anh chị cần số bảng kê, số điện thoại là bị ghi chú trên hóa đơn. Hoặc là ngày bảng kê gì đó thì anh chị bạn tích vào đây. Còn ví dụ thường là thông tư 78 là mình sẽ không sử dụng chức năng là bảng kê nên là mình không tích vào đây nhá. Đó. Rồi sau khi mà nhập xong thông tin chuyển khoản rồi thì anh chị bạn kéo xuống dưới là một xíu là để mình nhập cái thông tin hàng hóa dịch vụ của mình. Thì ở cái phần mà chỗ mà danh mục hàng hóa đây này, nếu mà anh chị bạn upload cái hàng hóa của mình vào đây thì khi mà anh chị bạn xuất hóa đơn ấy, anh chị bạn chỉ cần gõ mã khách hàng, mã hàng hóa nó sẽ nhảy hết cái thông tin ra cho anh chị bạn. Còn ví dụ như mà anh chị các bạn mình không có thông tin hàng hóa, mình thường viết tay thôi, thì anh bạn sẽ tiến hành anh chị nhập cái dữ liệu ở đây nhá. Thì cái phần số thứ tự anh chị tích vào đây này là khi mà anh chị bạn chọn anh chị bạn nhập dữ liệu thì hệ thống sẽ tự động sinh ra. Ok nha anh chị bạn. Rồi thì trực lưu ý anh chị bạn này, ở chỗ phần cột cuối cùng này là cái cột tính chất. Thì đối với tính chất ở cái thông tư 78 này nó sẽ có bốn cái tính chất chính thôi. Cái tính chất thứ nhất là hàng hóa dịch vụ, có nghĩa là anh chị bạn xuất hóa đơn theo cái dạng hàng hóa này là nó sẽ có đầy đủ số lượng đơn giá và đơn vị tính thì mình sẽ là gọi là hàng hóa. Còn ví dụ như xuất hóa đơn theo cái dạng là dịch vụ thì nó chỉ có tên hàng hóa dịch vụ và cái thành tiền thôi. Đó. Trước thông tư 32 thì nó tách riêng, còn thông tư 78 thì nó gom chung lại là hai cái
tính chất hàng hóa và dịch vụ ở đây là anh chị bạn là suất nó như nhau. Đó, cái tính chất thứ hai là khuyến mại. Khuyến mại là ví dụ như hàng hóa anh chị bạn đăng ký với lại bên cơ quan thuế chẳng hạn, là cái hàng hóa đó là khuyến mại thì anh chị bạn sẽ chọn là khuyến mại. Thứ ba là chiết khấu, là mình sẽ chiết khấu trực tiếp ở trong cái tờ hóa đơn để anh chị bạn. Cái thứ tư là ghi chú diễn giải, để anh chị bạn ghi chú cái dòng nội dung diễn giải trong cái nội dung là như nào. Ok nhá. Thì trực ví dụ là hàng hóa dịch vụ, trực ví dụ một cái đi. Ví dụ như mà trực không có dữ liệu gì thì trực nhập ban đầu, ví dụ như hàng hóa 01 chẳng hạn. Đó, sau anh chị bạn nhập đơn vị tính, nhập số lượng, nhập đơn giá. Khi mà nhập như này thì anh chị tích con chuột ra ngoài, nó hệ thống sẽ tự động nó sẽ nhảy ra thành tiền cho anh chị bạn. Ok, cái thứ hai nữa là anh chị bạn xuất theo cái dạng là dịch vụ. Ví dụ trực ví dụ nhá, dịch vụ tháng 7. Đấy, ví dụ chỉ ghi này thôi mà mình ghi thành tiền luôn vào đây chứ mình không có số lượng đơn giá. Đó. Kiểu như vậy nha anh chị bạn. Ok nhá. Đấy, thì cái thứ ba nữa là ví dụ như mà cái tính chất của là khuyến mại này, thì ví dụ hàng khuyến mại thì anh chị ghi cái hàng khuyến mại gì thôi. Hàng khuyến mại. Anh chị bạn nhập số lượng ví dụ như mà chiếc chẳng hạn. Sau đó anh chị bạn là nhập là số lượng là 10. Đấy, đơn giá mình không có thì mình không hóa khuyến mại nên đơn giá mà không mà kệ nó đi. Sau đó anh chị bạn tiến hành là chọn tiếp cái phần gọi là ghi chú này. Ví dụ như anh chị bạn là muốn ghi chú một cái dòng ở trên cái hóa đơn, ví dụ như PO bao nhiêu đó, 1, 2, 3, 4, 5 hay cái gì đó. Đấy, anh chị bạn ghi này. Nếu mà cái chỗ này này anh chị bạn không muốn hiển thị cái số thứ tự ở trên cái PO ấy thì anh chị bạn tích bỏ đi, thì nó sẽ không có cái số thứ tự nữa. Đấy, cái dòng ghi chú ở cái dòng thành tiền đây nó bằng không thì kệ nó nhé. Trên cái hóa đơn khi mình view lên nó sẽ không có. Ok nhá, thì mình có bao nhiêu hàng hóa dịch vụ thì anh chị bạn cứ nhập hết vào đây. Còn những cái trường này mà nó không trắng này, anh chị bạn cũng không cần phải xóa nhé. Hệ thống nếu mà những cái dòng này mình không có dữ liệu thì hệ thống sẽ tự hiểu là cái dòng đấy nó sẽ bỏ trống. Sau đó anh chị bạn chọn thuế là 50-10% hay không chịu thuế hay là không kê khai tính thuế thì tích vô vào. Đó. Ở đây trực thêm một cái nữa là cái phần chiết khấu nha anh chị các bạn. Đây phần chiết khấu, ví dụ như trực đây chiết khấu cho cái đơn hàng cho nó đủ bộ luôn, là tất cả các cái tính chất của cái hóa đơn thông tư 78, như chiết khấu 10.000 thôi. Đấy, để nó trừ triệt tiêu đi là cái hóa đơn của anh chị bạn đang là 1.1 triệu này. Chỉ nhập chiết khấu 10.000 ở đây trừ đi thì nó chỉ còn 1 triệu thôi. Đó. Đó anh chị bạn lưu ý nhá. Sau đó anh chị bạn là ví dụ như mà mình xuất theo cái dạng USD hay là tiền tệ ngoại tệ thì mình chọn ở đây chọn tỷ giá nhá. Còn thường ví dụ doanh nghiệp của mình thường là xuất theo cái dạng gọi là tiền Việt thôi. Đó. Sau mình sẽ ấn lưu dữ liệu vào. Thì khi lưu dữ liệu này sẽ lưu cho anh chị một cái tờ hóa đơn nháp như này. Đó, nó rất là ok nhá, nó sẽ hiển thị luôn ở trong cái phần hóa đơn này. Hóa đơn nháp của chị bạn thì nó sẽ cái kết quả nó sẽ chưa gửi qua thuế, mình chưa ký nên nó chưa có hợp lệ. Nói chung hóa đơn này chỉ là chế độ nháp thôi. Đó. Ok nhá, thì đối với hóa đơn nháp này này, anh chị bạn cũng sẽ ấn nút gửi email nháp này. Anh chị ấn vào đây, sau anh chị nhập một email, ví dụ nhá, trực tiếp nhập email của trực luôn này, trong trực ấn nút gửi. Thì khi mà nút gửi này thì hệ thống nó sẽ tự động nó sẽ gửi cho bên khách hàng của anh chị một cái email. Nó cũng rất là hay nhá, nó sẽ gửi cho anh chị một cái email. Đó, nó sẽ gửi một cái email như này. Anh chị tích vào đây. Đó, thì anh chị các bạn có thể là báo với khách hàng của mình ấy là vào cái email ấy check lại xem là cái email nháp, thì khách hàng anh chị bạn có thể ấn vào cái nút mà quý khách vui lòng ấn vào link để xem hóa đơn mới tạo này. Anh chị bạn báo khách hàng ấn vào đây. Đấy, khi khách hàng ấn vào đây cái thì nó sẽ hiển thị lên cho cái khách hàng của anh chị bạn một cái tờ hóa đơn nháp như này. Hóa đơn nháp thì nó sẽ có số, nó chưa có số, nó sẽ có ngày thôi. Và nó sẽ chưa phải ký bởi cái người bán ở công ty mình. Đó, nó cũng rất là ok nha anh chị các bạn. Là mình sẽ gửi mail hóa đơn nháp đi cho khách hàng xem trước. Ok, rồi nếu mà khách hàng của anh chị bạn báo ok rồi, anh chị phát hành thì anh chị bạn chỉ cần tích vào đây cho anh chị bạn ấn nút phát hành hóa đơn ở đây. Thì khi mà phát hành hóa đơn ở đây thì anh chị bạn lưu ý là mình sẽ cắm cái chữ ký số của mình vào. Sau đó là mình ấn nút phát hành và mình nhập mã pin chữ ký số vào là xong. Đó, thì ở đây là trực demo thôi, nên là trực sẽ không phát hành hóa đơn này nha anh chị bạn. Thì khi mà anh chị bắt phát hành xong cái hóa đơn rồi ấy, thì nó sẽ có hai cái trạng thái. Cái trạng thái thứ nhất ấy là cái hóa đơn của anh chị các bạn là hợp lệ, có nghĩa là cái hóa đơn đã được cơ quan thuế cấp mã và cái hóa đơn đấy sẽ có cái giá trị về mặt pháp lý, thì khi đó anh chị bạn có thể sử dụng hóa đơn đó. Cái trường hợp thứ hai là khi mà anh chị phát hành á, là cái hóa đơn của anh chị các bạn không hợp lệ, nó sẽ báo là không hợp lệ nha anh chị các bạn. Đây là trường ví dụ nhá, ví dụ như cái hóa đơn ở đây thì sẽ báo là không hợp lệ như này, thì có nghĩa là cơ quan thuế sẽ từ chối cái hóa đơn đó và cái dòng mã cơ quan thuế nó sẽ báo là không hợp lệ. Thì khi đó hóa đơn nó không có giá trị về mặt pháp lý và anh chị bạn không có sử dụng hóa đơn đó nha anh chị bạn. Đấy, anh chị bạn lưu ý. Thì anh chị bạn đã xem, anh chị bạn ấn vào cái chỗ mà không hợp lệ đấy, thì anh chị bạn nó sẽ có cái thông báo đây này, là nó sẽ thông báo cái lỗi cho anh chị bạn là cái lỗi mình gặp phải là gì.
Ví dụ như ở đây là cái tài khoản demo này là không tìm thấy thông tin đăng ký, có tài khoản demo thôi thì không có đẩy dữ liệu lên thuế thì là không tìm thấy. Nhiều anh chị ví dụ như mà anh chị bạn nhập hai địa chỉ email khách hàng thì nó sẽ báo đây là sai định dạng địa chỉ email, là nó quá hai email. Hoặc là ví dụ như anh chị bạn nào mà xuất hóa đơn cho khách hàng, anh chị bạn là chi nhánh, nhưng mà anh chị bạn là cái mã số thuế anh chị bạn ghi là 10 cái số đầu tiên này và anh chị bạn viết liền luôn là 001 thì nó sai cái định dạng của tổng thuế. Ví dụ như cái hóa đơn mà xuất cho cái chi nhánh thì nó phải là mã số thuế xong dấu trừ xong là 001 chẳng hạn, đó nó phải đúng định dạng, đủ 14 ký tự đó. Nếu mà cái hóa đơn của anh chị các bạn ấy mà nó bị sai, nó bị từ chối ấy, thì anh chị bạn ấn vào cái nút là không hợp lệ nhé. Mình ấn nút không hợp lệ đây thì nó sẽ hiển thị cho anh chị bạn đây, ví dụ nhá, là người mua không được bỏ trống này, tên người mua không được bỏ trống khi có mã số thuế đấy. Khi mà anh chị bạn là phát hành sai thì nó sẽ ấn vào nút đó thì hiển thị lên cái lỗi. Thì anh chị bạn khi mà bị cái lỗi này ấy, anh chị bạn chỉ cần là tiến hành là anh chị bạn là vào cái hóa đơn đó đây nhá, trực ví dụ nhá, anh chị bạn sẽ vào một cái hóa đơn đó đi, cái hóa đơn mà đang bị từ chối này nhá, anh chị xem này. Sau anh chị ấn gọi là tạo bản nháp, anh chị ấn tạo bản nháp này, thì anh chị bạn ấn tạo bản sao này. Sau khi anh chị tạo bản sao xong ấy, nó sẽ hiển thị một bản sao này. Sau anh chị ấn nút sửa thì khi mà sửa, ví dụ như mà cái mã số thuế của mình ấy nó nhập sai, ví dụ anh chị bạn sẽ sửa lại là 001 chẳng hạn đấy, ví dụ như này đấy. Sau anh chị bạn sẽ cập nhật lại cái hóa đơn đó, anh chị lưu lại thì nó sẽ lưu lại cái trạng thái hóa đơn đúng, và anh chị bạn là tiến hành phát hành cái hóa đơn đó để mình gửi con thuế cấp mã đó. Anh chị rất là lưu ý một lần nữa nhé, là hóa đơn bị từ chối cấp mã là cái hóa đơn không có giá trị về mặt pháp lý, mình không cần phải gửi 04S cho hóa đơn đó này, và mình không sử dụng hóa đơn đó, mình không gửi cho người mua hàng, mình không giao dịch bằng hóa đơn đó đó. Khi nào cái hóa đơn của anh chị các bạn ấy nó phải là có chữ hợp lệ ở đây và nó có cái mã cơ quan thuế ở đây này, thì ví dụ nhá, mình sẽ có thể ấn nút xem ở đây, sau đó là mình sẽ kéo xuống bên dưới này, nó sẽ có cái mã cơ quan thuế ở đây nhá. Khi nào cái hóa đơn mà có mã cơ quan thuế ở đây này thì cái hóa đơn đó mới có giá trị về mặt pháp lý nha anh chị các bạn. Đó, anh chị bạn rất là lưu ý nhá. Rồi ở bên phần mềm này nó cũng có một cái tính năng hay á, là khi mà anh chị bạn muốn phát hành một cái hóa đơn y chang như một cái tờ hóa đơn trước, chỉ thay đổi ví dụ như một số các nội dung cơ bản thôi, thì anh chị bạn có thể là ấn nút tạo bản sao này, thì nó sẽ sinh ra một cái bản hóa đơn nháp y hệt như cái hóa đơn trước đó anh chị bạn phát hành. Anh chị bạn chỉ cần sửa một số thông tin thôi, đó nó cũng rất là ok nha anh chị bạn. Rồi thì khi mà anh chị bạn phát hành xong hóa đơn ấy, nó sẽ có nút gửi email đây, thì anh chị bạn có thể là ấn nút gửi email đây để gửi email đến khách hóa đơn cho khách hàng của mình. Thì ấn vào đấy nó hiển thị cho anh chị bạn thêm một cái dòng ở trên cùng này. Nếu mà có hóa đơn của anh chị bạn đã gửi mail rồi ấy, thì hệ thống sẽ gửi, nó sẽ thông báo đây là đã gửi ngày bao nhiêu luôn. Còn ví dụ như anh chị bạn muốn gửi thêm thì anh chị bạn chỉ cần nhập email ở đây thôi, và anh chị bạn tiến hành là anh chị bạn là ấn nút gửi email, là bên khách hàng của anh chị bạn sẽ nhận được email nhé. Đó, nói chung là nó cũng tương đối rất là ok nha anh chị các bạn. Ok, thì ở trên đây Trực chia sẻ cũng khá là chi tiết về cái phần mềm là Easy Invoice của bên Shopgrid rồi. Nếu mà anh chị bạn nào mà có nhu cầu sử dụng cái phần mềm này, hoặc là ví dụ như anh chị bạn là đang sử dụng một cái phần mềm từ nhà cung cấp khác chẳng hạn, anh chị bạn muốn chuyển qua cái phần mềm này để cho nó dễ sử dụng chẳng hạn, thì anh chị bạn có thể là inbox Zalo Trực nha. Số điện thoại thì Trực hay để nó chạy ở dưới màn hình nhá. Ok nhá, nếu anh chị bạn thấy video hay thì mình có thể là like và chia sẻ giúp Trực nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo nha. Xin chào.